Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ. Và đây là hai con loa Bluetooth, bởi vì đang định đi chơi nên là muốn có cái loa để cầm đi cho nó nhỏ gọn, chứ con cho mắc trước xách đi thì nó hơi nặng, nên là mua con bé tí này để xách đi cho ngon. Và đây là hai mã mà mình xem mà được ca ngợi nhiều nhất về giá thành trên cái chất lượng của nó đem lại các bạn nhé. Một con là cho Smart T7 này mili các bạn nhé. Đấy, và một con là cho Max T6 mili này các bạn này. Đấy, cái con T6 này thì nó có đặc biệt là nó có thể ghép được hai loa tạo hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy, tuy nhiên thì mình cũng chưa biết thế nào, chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem nhá. Ok các bạn nhá, đây là cái hộp phía ngoài của hai con loa của chúng ta. Con mini 7 này trông to hơn hẳn so với con mini 6 các bạn nhá. Con này có giá thị trường hiện tại đang là 590k, chưa tính áp mã giảm giá, anh em áp mã giảm giá còn rẻ hơn. Con này thì bây giờ chỉ có hơn 400 thôi, 401 thì phải. Đấy, anh em áp mã vào thì còn ngon nữa. Chúng ta sẽ mở hộp từng con một các bạn nhé. Con này thì mình thấy có những thông số rất là nổi bật này. Là chống nước IPX6 này các bạn này. Loa surround 360 độ luôn các bạn nhé. Pin sử dụng cả ngày luôn, 24 giờ luôn các bạn ạ. Úi giời. Con Element T6 này mình thấy được là review và khen rất là nhiều luôn các bạn. Đấy. Có thể đồng bộ hai loa này các bạn này. Đấy, thành super stereo luôn các bạn nhá. Có cả mic. Ui, có cả mic luôn này. Ê à. Con này thì hôm trước mình đọc trên web thì mình thấy nó không ghi có mic, ở đây nó có cả mic luôn các bạn này. Đấy. Quá là ngon luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp nhá. Bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ nhỏ này, chắc là hộp phụ kiện các bạn. Hộp phụ kiện các bạn nhé, có một cái jack 3.5 này để cắm cấp nguồn audio này. Cái này là cổng sạc Type-C các bạn nhé. Ok các bạn nhé, đây là hình dáng phía ngoài này. Hãng kèm luôn cho chúng ta cái dây treo, tránh để bị rơi các bạn. Cái này thì cũng tiện và nhiều lúc cũng bất tiện. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lắp đậy cái cổng, các cái cổng kết nối các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có thẻ nhớ này, Type-C này và cái dây loa các bạn nhé. Nắp cái cao su này để che vào cái này, chống nước IPX6 mà. Con này thì không có tí LED nào cả các bạn ạ. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái loa bass phía dưới này này. Đấy, kê cao su lên này để nó thoát được cái hơi ra các bạn nhé. Nó hơi gồ lên một tí thôi chứ nó cũng không nhiều lắm đâu các bạn. Đấy. Thiết kế thì khá là nhỏ gọn, cầm trên tay cũng rất là đầm các bạn nhé. Đó là mình đã bật thử lên rồi, có chữ Smart ở trên này. Và chúng ta sẽ có hàng nút điều khiển ở bên trên này luôn. Cái lỗ bé xíu này chắc là cái lỗ mic các bạn nhé, bởi vì con này có cả mic để chúng ta có thể gọi trợ lý ảo các thứ ấy các bạn nhé. Nhưng mà về thiết kế thì cũng khá là phổ thông so với các mã khác thôi. Đấy. Còn về phần âm thanh, cái phần quan trọng nhất thì lát cho chúng ta sẽ thử sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với em T7 mini này. Em này cũng có một bộ phụ kiện này các bạn này. Đấy. Bộ phụ kiện này thì mình thấy nó cũng giống hệt với con 6 mini thôi các bạn ạ. Cũng có một cái đầu âm thanh này và một cái đầu sạc Type-C. Hai bộ phụ kiện giống hệt nhau. Chỉ có nhân vật chính là chắc khác nhau thôi. Đấy. Úi giời. Con mini 7 của chúng ta đây các bạn nhá. Trong thân hình thì nhỏ hơn một tí, tức là nó thấp hơn thôi nhưng mà nó lại bầu bĩnh hơn các bạn nhá. Con này là béo lùn, con này là cao gầy. Đấy. Con này thì mình thấy có một cái vòng sáng ở đây, chắc là vòng LED này các bạn này. Đấy. Và cũng có hai cái lỗ này, chắc cũng có lỗ mic luôn các bạn nhá. Mặc dù là phía ngoài của con này, à con này cũng có lỗ mic này. Đấy, cũng có cả micro luôn các bạn nhá. Nhưng mà con này con này pin của nó chỉ 18 tiếng thôi. Con này pin nó 24 tiếng cơ. Pin con này là 8 tiếng này. Chống nước là IPX7, cao cấp hơn con này một tí này. Đấy. Và có LED theo giai điệu các bạn nhá. Nhưng mà con này thì lại không phải là loa 360 các bạn ạ. Không phải loa 360 và cũng không thể kết nối hai con vào cùng một. Đấy. Đấy. Bên dưới thì lại không có cái đường loa bass giống như con này này. Và chúng ta cũng có một cái cổng để hiện các cái kết nối này, nó cũng kết nối giống như tương tự như con này thôi các bạn, nhưng mà nó nằm gọn hơn, nằm phía dưới này. Đấy. Có cả thẻ nhớ luôn các bạn nhá. T7 luôn các bạn này. Ui, cứng phết.
mặt bên trên thì mọi cái phím khiển của chúng ta nằm hết bên trên này các bạn ạ. Chỉnh con này có thêm cái nút chỉnh sáng, con này thì không có cái nút chỉnh sáng. Cái chữ show mask sẽ nằm ở đây, không phải nằm ở trên này nữa các bạn nhé. Mình bật thử này. Đấy, chúng ta chỉ có một dải led ở bên trên này thôi các bạn nhé, không phải là xung quanh loa đâu. Đấy, một con là béo lùn, một con là gầy và cao. Đấy, hai con về độ nặng nhưng mình cảm giác nó tương đương nhau các bạn ạ, không con nào nặng hơn con nào đâu. Đấy, mặc dù là cái thân hình của nó khá là khác nhau luôn các bạn. Con này thì có cái dây đeo thì gọn nhẹ hơn. Đấy, đơn giản hơn và gọn nhẹ hơn chứ không cồng kềnh như con này. À, tuy nhiên thì mỗi con có một kiểu. Cái này thì gọn nhẹ nhưng mà nếu mà muốn treo dài ở đâu thì cũng khó. À, nhưng ông này thì ngắn gọn hơn. Ông này có thêm cái led trang trí nữa, trông nó bắt mắt hơn. Nhất là nếu mà nó nháy theo nhạc nữa thì càng ngon. Đó là về hình dáng phía ngoài. Thế bây giờ còn về phần quan trọng nhất, đó chính là âm thanh. Mình sẽ test thử cho anh em xem hai con này nó con nào sẽ đáng tiền hơn các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok các bạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ đến với màn được chờ đợi nhất, đó chính là màn so găng trực tiếp giữa hai em này. Một em cho mắt T7 mini với giá 600k, hình thức khá là đẹp, tròn béo béo ú. Một em là T6 mini, nhỏ gọn hơn và ít màu mè hơn, đơn giản hơn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bà em mini 7 để trước các bạn nhé. Vì lý do bản quyền nên là mình sẽ phát một đoạn ngắn thôi, anh em chú ý nghe nhé. Dùng một đời vất vương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm bao đêm sẽ quên hết mối tình đầu tiên. Ok các bạn nha, đó là em mini 7. Giờ bây giờ chúng ta sẽ đến với em mini 6 các bạn nha. Dùng một đời vất vương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm ba đêm sẽ quên hết mối tình đầu tiên. Ok các bạn nhá, các bạn thấy sao về hai em này? Riêng cá chân mình thì có vẻ như mình thích cái âm thanh của con T6 mini này hơn. Nó có tiếng bass nó chắc hơn các bạn nhá. Mình cảm giác được nó độ đầm của con mini 6 này hơn. Có điều là hình thức con này nó hơi đơn giản, đơn điệu một tí. Và con này thì nó bóng bẩy, nó đẹp hơn. Nhưng mà tiếng nó có vẻ như nó hơi mỏng so với bình thường các bạn nhá. Còn về nhạc gì nhỉ? Nhạc trữ tình ấy, thì mình nghe qua thì mình thấy hai con này khá là tương đồng, chỉ có khác nhau về nhạc sàn, nhạc ba ấy, thì em T6 mini này mình thích hơn. Đấy là cá nhân mình thôi, chứ còn không biết là anh em cảm nhận như thế nào về hai em này thì anh em hãy comment phía dưới nhá. Nói chung là bây giờ loa mini Bluetooth quá là rẻ, rất là tiện lợi cho anh em đi du lịch, đi chơi. Nói chung là đủ để chúng ta có thể nghe và trải nghiệm khá là sướng các bạn nhá. Rồi xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.